Hồng Trinh xin chào các bạn, đêm nay chúng ta lại tiếp tục với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên tài thần côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim, truyền được edit bởi AM, Ni, cùng các bạn editor trên trang truyền mạng.com truy cập trang truyền mạng.com để tìm đọc những truyện hay hơn nữa. Bản quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyền mạng.com thuộc về kênh youtube Nghe kể truyền ma đêm khuya. Vui lòng không trị ấp khi chưa có sự đồng ý. Mời các bạn cùng theo dõi. Hà thực sừng sốt đường nhiên cô biết động chỉ văn muốn thuê mình để làm gì. Nhưng nói thật, cô không có hứng thú giúp đỡ mấy chuyện này. Còn nữa, cô cũng không có hứng thú trêu chọc động gia với trình độ bảo vệ con gái của phu Dân Đổng, nếu biết cô giúp đỡ thì không chừng cô còn gặp phiền phức lớn hơn. Bây giờ cô quá bận rồi. Tuy rằng cô hiểu cho vị thiên kim tiểu thư này, nhưng cô vẫn không nên nhúng tay vào thì hơn. Hà thượng từ chối rất nhẹ nhàng. Động Chi Văn cảm thấy mất mát, nhưng cô không phải là người dễ dàng buông tha. Tôi biết như vậy rất đường đột, cho nên mong bạn có thể suy nghĩ. Cuối tháng này sinh nhật tôi, Tôi thật sự muốn đi chậu phố Xin bạn đó Đồng chí văn cuối người 90 độ với Hạ Thược Rồi chạy đi Khúc nhiễm nhìn thấy tình huống như thế Thì chặt chặt Cô ở trong ký túc xá Cũng nghe thấy hai người nói chuyện Lúc này mới nói với Hạ Thược Thật ra con người của Đồng chi văn không tệ Không có kiêu ngạo như những vị thiên kim nhà giàu khác Người cũng hiền lành bạn ấy từng lén nuôi hai con mèo hoang mà mình nhặt được ở bụi cỏ trong rừng cây trước ký túc xá. Nhưng mà nghe nói sau đó con mèo đó chạy mất, bạn ấy tìm không thấy. Có buổi tối còn ngồi xóm ở đó mà khóc. Tối đó ta đi ngang qua, nghe thấy có người khóc còn sợ hãi một phen, tưởng là gặp phải nữ quỷ không chứ. Khúc nhiễm vừa nói vừa lè lưỡi, Hà Thực cũng cười theo. Từ lập trường của cô, cô không muốn giúp Đồng Chí Văn làm chuyện đó, bởi vì hai người cũng chỉ là bạn bè bình thường. Hà Thược không phát biểu ý kiến về việc nuôi mèo đó. Cô xây người tiếp tục ôn bài, mà Hà Thược cũng chỉ cho rằng chuyện đó là một khúc nhạc đệm trong cuộc sống vườn trường của mình mà thôi, không để trong lòng, rất nhanh tập trung tinh thần vào buổi họp báo của điện sản Ada. 9 giờ sáng cuối tuần Trước cửa khách sạn cảng Victoria của Hồng Kông, rất nhiều phóng viên đã tụ tập ở đó. Buổi họp báo sẽ bắt đầu lúc 10 giờ. Thế nhưng các phóng viên đã đến từ sớm. Có người đang đưa tin trước cửa khách sạn. Có người lại đưa thiệp mời rồi đi vào khách sạn. Lần họp báo này, người dân Hồng Kông rất chú ý đến. Nguyên nhân đương nhiên là do hàng loạt chuyện xảy ra xung quanh diệt sản Ada. Emily mới 27 tuổi, thay nhưng tài sản đã hơn 10 triệu. Chính xác là một nữ cường dân. Sự nghiệp, quan hệ với tập đoàn Hoa Hạ quan hệ với Trần Đạt, có hoặc không có mâu thuẫn với điện Sản Thế Kỷ. Đó đều là những điều mà hôm nay phóng viên muốn hỏi ở buổi họp báo này. Có vài phóng viên đứng ngoài cửa muốn chờ Emily đến làm phỏng vấn trực tiếp, lại không biết rằng Emily đã tới khách sạn vào tối hôm qua. Lúc này, trong phòng hành chính khách sạn, Emily cầm một sắp tư liệu đối với Hà Thược. Chủ tịch, chuyện ngày dặn dò, tôi đã học thuộc rồi, một lát nữa sẽ bắt đầu họp báo. Ngài muốn ở trong phòng nghỉ ngơi hay là xuống dưới xem thử? Hà thư cười đứng dậy. Xuống dưới xem. Hôm nay, Hà thư cũng không công khai thân phận. Cô kêu Emily chuẩn bị thẻ chứng nhận nhân viên của điện sản Ada có thể tự do ra vào đại sảnh họp báo. Gần một tiếng nữa là bắt đầu họp báo. Chắc là truyền thông cũng đã đến gần đủ rồi. Cô muốn đi xuống xem thử. Hôm nay cô tới đây thật ra là có mục đích khác. Hạ Thược rời khỏi phòng khách, đi vào phòng ngủ. Ánh mắt dừng lại trên người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa phía trước cửa sổ sát đất, cười nói Sư Huynh, chúng ta ra ngoài xem náo nhiệt đi. Từ thiên giận gẫn đầu nhìn lại, gật đầu nhẹ nhàng rồi đứng lên. Hạ Thược đeo thẻ chứng nhận nhân viên điện sản Ada cho anh. Cười tủm tỉm, thưởng thức một lát rồi xoay người giận với Emily. Tống Tài, hôm nay điện sản Ada có hai nhân viên mới, cuối tháng nhớ phát lương cho chúng tôi đó. Emily nhìn Hà Thược, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như trước, thế nhưng lời nói lại không như thế. Thật có lỗi, điện sản Ada không cần nhân viên thích xem náo nhiệt trong thời gian công tác. Hà Thược cười khúc khích, Emily đã hài hước hơn lúc mới tới tập đoàn Hoa Hạ rồi. Buổi họp báo chưa bắt đầu, Emily tạm thời không xuất hiện. Hà Thược và Từ Thiên Dận đeo thẻ nhân viên gần gàng rời khỏi phòng khách sạn đi đến đại sảnh họp báo dưới lầu giống như hà Thược đã đoán mới vừa đi tới hành lang trước đại sảnh đã gặp rất nhiều phóng viên bọn họ đang đợi kiểm tra phiếu mời rồi đi theo thứ tự vào chỗ ngồi mà nhân viên điện sản ada lại không ngừng ra ra vào vào bận rộn chuẩn bị trước khi bắt đầu họp báo không ai chú ý tới hai gương mặt xa lạ là hạ thược và tự thiên giận Hai người đi dọc theo hành lang, khi gần tới đại sảnh thì phát hiện đang có tranh chấp nhỏ. Hạ Thược và Từ Thiên Dẫn dừng lại, đứng ở xa xa bắt đầu xem xét. Khi thấy một người trong đó, Hạ Thược liền nhíu mày, bên môi có nụ cười sâu xa. Cứ tưởng phải bắt đầu hợp báo mới có trò hay để xem, không ngờ mới ở đây mà đã có rồi. Trước cửa đại sảnh, phong viên muốn vào đều phải trình phiếu mời. Trên cổ cũng phải đeo thẻ chứng minh thân phận, thiết bị chụp ảnh, microphone đều phải dán logo của tuần sang mà mình đại diện. Có rất nhiều phóng viên tới, ở bên ngoài xem dư là xếp hàng, thế nhưng thực tế lại không ngừng cạnh tranh. Khi điện sản ADA mời phóng viên không chỉ mời những tòa sản ở tuyến 1 mà ngay cả những tuần sang nhỏ ở tuyến 2, tuyến 3 cũng được mời. Bởi vậy, những người này đều tụ tập ngoài đại sảnh, đó là xếp hàng thế nhưng tuyến một vẫn ngang tàn hơn một chút. Đi ở đằng trước, bước chân hay thần thái đều có sự ưu việt hơn người. Sau đó mới là những tuần sang nhỏ với gương mặt tươi cười, một vài người lại miễn cưỡng tươi cười. Trong đó, chỉ có một người kiên quyết đứng đằng trước, không chịu nhường nhịn. Người sáng lập tuần sang này họ lưu, từng là đại ca trong giới truyền thông Hồng Kông, thay dừng sau đó lại thua tệ thị của tuần sang cản môi, bị cướp mất vị trí đầu rộng tra trộn ở tiết 3, 7 thấp 5, gần đây mới được lên tuyến 2. Người này không phải ai khác, chính là Lưu Bản Vượng. Tuần sang của Lưu Bản Vượng bắt đầu được chú ý từ mấy tháng trước, khi yêu sách của Dư Cưu Chí được đưa ra. Trong khoảng thời gian, giới phong thủy Hồng Kông hỗn loạn, lượng tiêu thụ của tuần sang cũng mạnh thêm, tích lũy không ít đồ nổi tiếng và tiền bạc. Sau này, tuy rằng hạ thực không xuất hiện nữa, nhưng Lưu Bản Vượng vẫn dựa vào điều đó mà bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp lại dựa vào kinh nghiệm ở trong giới truyền thông nhiều năm, cố gắng đưa Tuần Sang lên tuyến hai, nhưng điều đó không dễ dàng. Một người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đã khó khăn rồi, còn phải dựng nghiệp sau khi bị giẫm đạp lên, muốn đứng lên lại sẽ càng khó hơn. Ngày xưa chỉ có kẻ thù ở tuyến một, bây giờ lại có đối thủ cạnh tranh ở cả tuyến hai, tất cả đều như hổ trình mồi. Lưu Bản Vượng tuyển người cũng phải cẩn thận dưới sợ nhận dầm gian tế của đối thủ cạnh tranh đánh cắp tin tức độc quyền của tuần sang lúc trước dưới tay hắn có năm người để giữ được cũng rất vất vả hơn nữa còn có kẻ thù lúc trước sau khi lưu bản vượng đến tuyết hay đi bước nào cũng khó khăn chỗ nào cũng bị cản tay bên ngoài thì thấy có rất nhiều người chúc mừng hắn làm lại từ đầu thế nhưng thực tế mấy tháng này cuộc sống của hắn rất gian khổ giống như lúc này chỉ là đi họp báo cũng có người gây khó khăn cho hắn đối phương chính là phóng viên tuần sang của tập đoàn tây thị tòa soạn có số lượng báo phát hành lớn nhất hồng kông hiện nay bọn họ cùng tới thế nhưng vì muốn đưa tin trước cửa khách sạn mà vào chậm những người đó từ trước đến nay đều có cảm giác về sự ưu việt tới chậm cũng không sợ dù sao thì cũng có người nhường đường cho bọn họ bởi vậy dù đến sau cũng không quan tâm phía trước có bao nhiêu người cứ thế mà đi thẳng lên hàng đầu. Bọn họ nhìn thấy tuần sang của Lưu Bản Vượng đứng đằng trước, chờ nhân viên điện soạn Ada kiểm thư mời xong. Những người đó liền cười nói, ai tụi này chẳng phải là anh Lưu sao? Anh Lưu? Ai là anh Lưu? Có người ra vẻ không biết, vừa cười vừa vỗ vai đồng sự. Bậy bạ không à? Người mà chúng ta gọi một tiếng Anh còn cần đến hiện trường họp báo hay sao? Những người đó đều ngồi văn phòng thôi ánh mắt anh bị gì vậy nhìn đằng trước kìa đó chẳng phải là anh lưu sao giúp ảnh gia kia vỗ vai đồng sự chỉ lưu bản vượng ở đằng trước lúc này phóng viên của tuần sang cản mồi mới thấy lưu bản vượng lập tức sửng sốt sau đó vội vàng đi lên bắt tay với lưu bản vượng trời ơi anh lưu đúng là anh lưu rồi lưu bản vượng nhìn thấy người của tuần sang cản mồi thì vẻ mặt liền không tốt dừng thấy đối phương đưa tay qua thì cũng lệ phép bắt lại nhưng lưu bản phượng vừa mới vươn tay qua thì bàn tay đối phương cũng tiến tới vỗ vào vai hắn thầy anh lưu anh xem mình kìa chỉ là một buổi họp báo thôi mà để cấp dưới đến là được rồi sao anh lại tự mình đến đây hả tên phóng viên kia vỗ vai lưu bản phượng vừa cười vừa nói giống như anh em thân thiết nhưng động tác vỗ vai lưu bản phượng lại làm cho người ta cảm thấy xỉn dục bàn tay đưa ra của Lưu Bản Phượng cứng đờ, hung hăng rút lại, gương mặt đỏ bừng. Người đi theo Lưu Bản Vượng lập tức hất tay tên phóng viên kia, nói Bắt tay đi! Mà anh Lưu là cho mày kêu hả? Tên phóng viên kia bị hất tay, vẻ mặt lập tức trầm xuống, sau đó cười lạnh. <cười> sao nào? Bây giờ anh Lưu phát đạt rồi, chúng tôi chỉ là phóng viên nhỏ, ngay cả chào hỏi cũng không xứng sao? Lời này của hắn rõ ràng là châm biếm Người của tòa soạn cản môi ở bên cạnh điều cười. Hừ, <laughs> chẳng phải là không xứng sao? Người đó là ai? Anh Lưu đó. Đúng vậy, anh Lưu ở đây. Mấy phóng viên nhỏ như chúng ta cũng không đáng để nói tới, đúng không? Lúc trước là đại ca với truyền thông, bây giờ lại làm việc của phóng viên như chúng ta. Sao hả? Cướp bát cơm của mấy người tay to mặt lớn không được, lại đi cướp bát cơm của mấy nhân vật nhỏ như chúng ta sao? Anh cứ tiếp vặn lên mặt mình đi, Bát cơm của anh, anh Lưu còn không thèm nhìn. Người ta chỉ nhìn chằm chằm bát cơm của tề tổng chúng ta thôi. Ôi, tề tổng của chúng ta đang ngồi trong văn phòng của tòa sản cản môi đó. Sao anh Lưu lại ở đây? Một đám người nhìn dao cười ha ha. Sắc mặt Lưu bản vượng tái xanh. Hai tay nắm chặt, cắn răng không nói lời nào. Mấy năm nay, sự si nhục nào hắn cũng nhận được rồi. Những lời dục nhã trước mặt thế này, hắn cũng nghe không ít. Với hắn mà nói, tranh giành mặt mũi này nọ đều không có ưu đại gì công trạng và tiêu thụ mới là chân thực lưu bản vượng chặn lại cấp dưới muốn đi lên đánh cười đưa thiệp mời cho nhân viên điện sản ada để bọn họ kiểm tra nhưng không ngờ bọn họ vừa mới đưa thiệp mời nhân viên điện sản ada còn chưa nhận lấy thì đã có thiệp mời xen ngang đặt phía trên thiệp mời của bọn họ chúng tôi là người của tù sa cảng mời đây là thiệp mời kiểm tra đi chúng tôi muốn vào bằng người đưa thiệp mời chính là một cả giúp ảnh gia cao lớn. Nhân viên điện sản Ada sửng sốt, nhìn giúp ảnh gia kia là nhìn người của Lưu Bản Phượng. Sắc mặt Lưu Bản Phượng trầm xuống. Làm gì vậy? Chúng tôi tới trước, gian ngang cũng không cần rõ ràng như vậy chứ. Người bên cạnh Lưu Bản Phượng cũng cười lạnh, còn dám đối tên tuần sang cản mối. Nhiều người ở đây như vậy, nhìn xem tổ chức của mấy người đi. Có muốn tôi chụp ảnh rồi đăng ra ngoài để mọi người đều nhìn thấy không? Người đó nhanh chóng chụp ảnh cũng nhanh, lúc này lập tức giơ máy ảnh lên, răng rắc một tiếng, thật sự chụp ảnh. Vừa bấm nút chụp, tên giúp ảnh già kia bị chói mắt, chờ đến khi hắn phản ứng kịp thì vẻ mặt lập tức giận dữ, vươn tay muốn cướp máy ảnh của phóng viên dưới trướng Lưu Bản Vượng. Mày làm gì đó? Mà phóng viên tuần sang cản môi nhìn thấy tình huống này thì tức giận. Bọn họ đến hết thảy chính tờ báo của tuần sang cản môi. Đương nhiên là người đông thế mạnh, Lập tức bao vây ba người của Lưu Bản Vượng Cũng không quan tâm xung quanh Mà muốn cướp máy ảnh Bảo vệ khách sạn nhìn thấy tình huống đó Thì lập tức quát lên Kéo người ra Ai quậy phá Dựa theo quy định an toàn của khách sạn Chúng tôi có quyền mời người đó rời đi Người này cũng có chút tác dụng Hôm nay là họp báo của Điện sản Ada Không ai muốn bị mời đi Sau khi đã được mời đến Mức mặt là chuyện nhỏ Không lấy được tin tức trở về Ngay cả bát cơm cũng khó mà giữ được tên phóng viên mà lưu bản vượng đem theo cuối người bảo vệ máy ảnh rất chặt lúc này nhiếp ảnh gia của tuần sang cản môi mới cười lạnh nhìn lưu bản vượng anh lưu làm như vậy anh cũng biết đi vào chỉ là trình tự sau khi vào hội trường chỗ ngồi của tuần sang đều được an bài hết cả rồi tuần sang cản môi nhất định sẽ ngồi đầu lúc này anh cướp vị trí đầu với chúng tôi có ý nghĩa gì đâu chứ đến lúc đó chẳng phải cũng xếp sau chúng tôi hay sao chúng tôi cũng muốn làm nhanh nhưng ai kêu mấy người tới chậm dựa vào cái gì mà muốn chúng tôi nhường lưu bản vượng nói sắc mặt tên giúp ảnh gia kia rất tệ nhưng thấy còn nửa tiếng nữa là mở màn họp báo khi vào còn phải chuẩn bị mọi thứ đúng là không thể kéo dài hơn nữa liền không tranh chấp với lưu bản vượng nhưng hắn phải đè đầu lưu bản vượng nếu để bọn họ vào trước sau khi về sẽ bị tỷ tổng chửi. Bởi vậy, tên giúp ảnh gia kia mới nói với nhân viên điện sản Ada. Thời gian sắp tới rồi, thế nhưng ngoài cửa lại còn nhiều người như vậy. Đừng có đứng yên nữa, mau cho mọi người vào đi, tránh việc chậm trễ họp báo. Nhân viên nghe thấy như thế, cũng sợ làm chậm trễ họp báo, lúc này mới gật đầu, cũng không quan tâm là ai đến trước. Dần lấy thiệp mời, rồi cho bọn họ vào bằng. Vẻ mặt của nhân viên tuần sang cản môi, lập tức tươi tắn, cười nhìn Lưu Bản Phượng, vẻ mặt. Chẳng phải cuối cùng bọn tôi cũng vào sao? Mà Lưu Bản Phượng lại giận đến nỗi môi cũng run rẩy, nhìn nhân viên tiền sản Ada. Sao mấy người lại có thể như vậy? Chẳng phải là đang cổ vũ dáng vẻ kiêu ngạo của bọn họ hay sao? Người phụ trách của công ty của mấy người đâu rồi? Tôi muốn gặp người phụ trách. Nhân viên tiền sản Ada sững sốt. Hạ thược cười cười, chậm rãi đi tới. Tôi là người phụ trách. Có chuyện gì thì có thể nói với tôi Hạ thược cười nói Mọi người liền xoay người Đồng loạt nhìn cô Chỉ thấy một cô gái đang đi tới Áo sơ mi trắng, quần bò sợi tóc mềm mại, rớt trên vai vẻ mặt đầy ý cười Trông rất dịu dàng, nhàn nhã Gương mặt của cô rất đẹp Chỉ là có vẻ trẻ tuổi Vẫn còn dáng vẻ học sinh Nhưng mà cô vừa nói Cô là người phụ trách buổi họp báo của Điện Soạn Ada lần này Những người nhìn thấy Hạ Thược Đều ngẩn người trong đầu đều xẹt ra câu hỏi đó. Mà Lưu Bản Vượng đang nổi nóng, nhìn thấy thể nhân viên trước ngực Hạ Thược thì lập tức đi tới. Cô là người phụ trách sau, đúng lúc lắm. Cô có nhìn thấy chuyện vừa rồi không? Công ty cô mời phóng viên đến, tuy rằng đã xếp chỗ ngồi, thế nhưng trình tự đi vào cũng phải theo thứ tự trước sau đúng không? Nhân viên công ty cô lại cho người đó vào trước, chúng tôi tới trước phải làm sao bây giờ? Cô là người phụ trách, tôi yêu cầu một đời giải thích. Có thể mời đi bên này hà thực cười xoay người đi đến một vòng nghỉ bên hành lang lưu bản vượng ngẩn người hắn không ngờ hà thược lại dễ nói chuyện như vậy nhưng phóng viên đang ôm máy ảnh bên cạnh lưu bản vượng lại đưa đầu qua đói nhỏ bên tai lưu bản vượng tổng biên sắp bắt đầu họp báo rồi chúng ta còn phải vào bên trong chuẩn bị đi vào quan trọng hơn chúng ta không có thời gian cùng cô ta vào phòng đâu nếu cô ta thật lòng muốn đền bù thì kêu cô ta sắp xếp chỗ ngồi cho chúng ta ở đầu hàng đi. Người đó nói nhỏ bên tai Lưu Bản Vượng, thế nhưng khóe môi hạ thược lại cong lên. Cô nghe thấy rồi, nhưng cô không nói gì, chỉ giả vờ như không nghe thấy để xem Lưu Bản Vượng sẽ làm gì. Lưu Bản Vượng nhíu mày, nhìn hạ thược. Tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn công bằng, theo thứ tự trước sau. Chúng tôi tới trước, để chúng tôi vào trước là được. Tổng biên! Phóng viên kia vội vàng la lên Lưu Bản Vượng nhìn hắn, ánh mắt uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Tên phóng viên kia sừng sốt, sau đó ngoan ngoãn đứng yên. Sao Lưu Bản Vượng lại không nghĩ tới điều đó chứ? Nhưng yêu cầu này không thực tế, mặc kệ là họp báo hay là phỏng vấn, thì tuyến một luôn được ngồi hàng đầu. Đó là quy định từ lâu rồi. Điền sản Ada sẽ không mặc kệ quy tắc đó, đắc tội với người của giới truyền thông. Còn nữa, chỗ ngồi đã được sắp xếp từ lâu nếu hắn yêu cầu đổi chỗ thì sẽ không kịp thời gian họp báo cho dù kịp cũng không ai chịu đổi hàng đầu là tuần sang cản bồi bọn họ sẽ chịu xếp sau sau nói dẫn kết quả chỉ làm điện sản ada khó xử mà thôi đối với lưu bản vượng mà nói cạnh tranh đã làm hắn cảm thấy áp lực nặng nề lắm rồi hắn không muốn đắc tội thêm với điện sản ada chuyện này hắn phải nói với điện sản ada là bởi vì hắn để ý nhưng cũng không thể ép buộc quá đắng. Nếu không, sẽ phản tác dụng. Cứ để cho người ta cảm thấy hắn dễ tính, tương lai sẽ có thêm một đường lui. Khoe môi hà thược, dơ cao, âm thầm gật đầu cười nói. Được, cứ theo thứ tự trước sau. Sắp tới giờ rồi, mời các vị phối hợp, xếp hàng vào bàn. Bên trong đã sắp xếp chỗ ngồi rồi, lát nữa tông tài của chúng tôi sẽ xuất hiện. Mời mọi người vào bàn chuẩn bị. hà thược vừa nói Emily sắp tới, thì lập tức dời được sự chú ý của mọi người, để mọi người chú ý vào họp báo. Tuy phóng viên tuần sang cảm môi còn muốn giành vào, nhưng bọn họ lại không thể kéo dài hơn nữa. Vì vậy, nhăn nhó nhìn đám người Lưu Bản Vượng rời đi. Còn phóng viên đi theo Lưu Bản Vượng lại tư cười, liếc nhìn phóng viên tuần sang cảm môi, sắc mặt bọn họ lập tức tái xanh. Tổng biên Lưu! Hà thờ gọi Lưu Bản Vượng. Để người của ngài đi vào là được rồi có thể theo tôi đến phòng nghỉ một chuyến được không? Sẽ không chiếm thời gian của ngài nhiều đâu. Lưu Bản Phượng giật mình, xoay người lại. Các phóng viên có mặt ở đó cũng sững sờ. Không ai biết người của điện sản Ada tìm Lưu Bản Phượng làm gì. Nhân viên đứng tìm phiếu bên ngoài đại sảnh cũng cảm thấy khó hiểu. Hắn nhìn chăm chăm hạ thược rất lâu, nhưng mà vẫn không nhớ trong công ty có một người như vậy. Cô ta nói mình là người phụ trách họp báo, nhưng dân đâu phải đâu. Người phụ trách buổi họp báo lần này Là một người khác Còn nữa bây giờ người đó Đang ở trong đại sảnh mà Vậy người này là ai Cô ta còn quá trẻ Không thể nào lại là nhân viên của điện sản Ada cho được Dựa vào tuổi tác Thì giống nhân viên thực tập hơn Nhưng mà buổi họp báo hôm nay rất quan trọng Cho nên bên trên không có sắp xếp nhân viên thực tập Đến đây giúp đỡ Vì này Tên nhân viên kia Thứ gọi Hà Thược Nhưng lời vừa phát ra tiếng thì lập tức bị nghẹn lại. Hạ Thược liếc nhìn hắn, cái liếc mặt đó tuy là đặt ở trên gương mặt đang mỉm cười. Dường thấy thế nào cũng là nụ cười giặc nhẽo, khí phách thẳng nhiên, làm người ta sợ hãi. Dân viên kia không dám nói gì nữa, Hạ Thược xoay người dẫn lưu bản vượng vào phòng nghỉ. Sao lại thế này? Lúc này, có một người phụ nữ ăn mặc như quản lý từ trong đại sảnh đi ra. Dân viên đứng ngoài cửa nhìn thấy cô ta thì lập tức nói quản lý vì tiểu thư này nó cô ấy là người phụ trách lần họp báo này người phụ trách người phụ nữ kia vừa nghe thấy như thế thì liền nhìn hạ thược từ trên xuống dưới thấy hạ thược mới khoảng 17-18 tuổi thì nét mặt lập tức xa sầm cô là từ đâu trà trộn tới đây lấy thẻ nhân viên ở đâu hôm nay không cho thực tập sinh vào không biết sao người quản lý của cô là ai người phụ nữ đó vừa hỏi nghiêm khắc vừa đi tới giơ tay muốn kéo thẻ nhân viên của hạ thược nhưng bàn tay vừa mới giơ lên còn chưa chạm vào người hạ thược thì lập tức ra vẻ sợ hãi run rẩy cả người chỉ thấy phía sau hạ thược có một người đàn ông đang đi tới ánh sáng trên hành lang không quá tối nhưng hắn lại làm cho người ta cảm thấy như bước ra từ trong bóng tối hắn mặc quần áo màu đen u ám giống như vực sâu bị hắn nhìn thẳng giống như đang bị lan vương nhìn thẳng lạnh lùng khát máu. Tầm mắt của hắn dừng ở cánh tay của người phụ nữ đó. Cô ta chắc chắn. Nếu mình dám vươn tay chạm vào người hạ thược, nhất định hắn sẽ bóp cổ cô mà không hề do dự. Nữ quan lý sợ đến mức không dám cử động, mà các phóng viên ở phía sau lại sững sờ, bọn họ đều nhìn hạ thược. Sao lại thế này? Cô ta không phải nhân viên của điện sản Ada sao? Vậy cô ta tìm Lưu Bán Vượng làm gì? Lưu Bán Vượng cũng nhìn Hà Thược, ánh mắt nghi ngờ. Hạ Thược lấy di động ra, không nói gì mà chỉ bấm tám số điện thoại của Emily, nói hai câu với người ở đầu dây bên kia, rồi đưa điện thoại cho nữ quản lý ở trước mặt. Nữ quản lý sửng sốt, đưa tay giận lấy, sắc mặt lập tức thay đổi, khiếp sợ nhìn Hạ Thược, sau đó liên tục gật đầu. Sau khi tắt điện thoại thì ánh mắt nghi ngờ, rồi cung kính đưa điện thoại cho Hạ Thược. Bây giờ có thể đi chưa? Hạ Thược hỏi. Đương nhiên, là Emily không nói ra thân phận thật sự của Hạ Thượng cho người này nghe. Cô cũng không biết Emily đã nói gì. Nhưng lúc này, nữ quản lý lại liên tục gật đầu. Mời, mời ngài đi. Tình huống lúc này, các phóng viên đều không hiểu rõ. Thay dừng cứu giác mẫn cảm nói cho bọn họ biết rằng không thể xem thường thân phận của Hạ Thượng. Nhưng bọn họ còn chưa kịp hỏi thì Hạ Thượng đã nói với Lưu Bản Vượng. Tổng biên lưu, mời, Lưu Bản Vượng cũng nhìn ra được thân phận của Hạ Thược, không thể xem thường. Đương nhiên là hắn sẽ không từ chối. Hắn lập tức gật đầu rồi đi theo Hạ Thược. Mà những phúc viên còn lại thì lập tức vây quanh được quản lý kia để hỏi về Hạ Thược. Được quản lý lại nói Ê, thật có lỗi, đây là chuyện đầu bộ của công ty. Tôi không thể trả lời. Sau đó, mời những người đó đi vào đại sảnh. Còn nửa giờ nữa là bắt đầu họp báo. Lưu Bản Phượng và Hạ Thược ngồi đối diện trên sofa trong phòng nghỉ từ thiên giận ngồi bên cạnh hà thượng vươn tay rót nước cho cô không ngẩng đầu lên hà thượng thì nhìn lưu bản vượng cười nhạt yên lặng thông thả tầm mắt lưu bản vượng chuyển qua chuyển lại giữa từ thiên giận và hà Thược, vẻ mặt nghi ngờ không biết vì sao hắn cảm thấy hình như hắn đã ở trong bầu không khí này rồi nhưng lại nghĩ không ra là vào lúc nào nhất là khi hà Thược nói chuyện với hắn lưu bản vượng lại càng nghi ngờ tổng biên lưu đã lâu không gặp còn nhớ tôi không lưu bản vượng nhìn kỹ hà thượng cảm thấy giống như đã từng quen biết nhưng mà hắn nghĩ không ra. hắn lập tức cười có chút khó xử vị tiểu thư này chúng ta đã từng gặp nhau sao nhưng mà à cô cũng biết là tôi lớn tuổi rồi trí nhớ không được tốt lắm hà thượng cầm tách trà cười cong mắt nhìn lưu bản vượng tổng biên lưu Ông còn chưa tới tuổi tri thiên mệnh chi niên mà đã nói mình lớn tuổi rồi. Đợi đến khi thật sự lớn tuổi thì biết nói thế nào đây? Lưu Bán vườn sừng sốt. Đúng là hắn chưa được 50 tuổi. Nhưng mấy năm nay lăn lộn dưới tầng chót. Vợ thì bỏ chạy. Một mình hắn phải nuôi dạy con gái. Tới tuổi này của hắn, cha mẹ trong nhà cũng liên tiếp bệnh tật, cần phải chăm sóc. Mấy năm nay, mặc kệ là sự nghiệp hay là chuyện già, thì hắn cũng phải vất vả công gánh trên đầu cũng đã có tóc bạc rồi. Nếu hắn nói mình 60 tuổi thì cũng có người tin. Nhưng cô gái trước mắt lại vạch trần tuổi tác thật sự của hắn. Chắc là cũng có chút hiểu biết về hắn. Cô ta là ai? Hạ thực ngẩng đầu lên. Lúc này đùa cười đã pha chặt. Tổng biên lưu. Truyền thông chính là nghề nghiệp cần phải tập trung sức khỏe và trí nhớ. Tuổi lớn không thích hợp chạy nhảy tìm tin tức nữa rồi. Ông có nghĩ tới chuyện đổi văn phòng chưa? lưu bản phượng lập tức sửng sốt kinh ngạc nhìn hà Thược đổi văn phong là đối hắn sao có nghĩ tới việc nhìn xem thế giới mới chưa hà Thược cười hỏi nụ cười của cô có chút sâu xa khí phách lại giống như đã nhìn thấu mọi chuyện trên đời người khác lập tức bị cô hấp dẫn những lời này nếu nói với người khác sẽ hấp dẫn được rất nhiều người nhưng lưu bản phượng nghe xong lại muốn cười Hắn rất không hiểu Hà Thược không phải là người của điện sản Ada hay sao Kêu hắn đổi văn phòng Chẳng lẽ điện sản Ada muốn thu nhận hắn sao Lưu bản Vượng cười Ngay cả hắn cũng cảm thấy buồn cười Không phải hắn cảm thấy điện sản Ada buồn cười Mà là hắn cảm thấy việc bọn họ coi trọng mình Rất buồn cười Từ khi còn trẻ Thì hắn đã theo ngành truyền thông Kêu hắn đổi nghề Hắn lại là tay ngang Cái gì cũng không biết Vị tiêu thư này ý tố của cô tôi nhận nhưng mà tôi chỉ biết làm truyền thông, ngoài ra không còn gì nữa. Lưu Bán Phượng cười xua tay. Hà Thực cũng cười, chăm trải lắc đầu. Tôi kêu Tổng Biên Lưu đổi nghề hồi nào. Tôi chỉ nói Tổng Biên Lưu có nghĩ tới chưa, mở rộng ra ngoài một chút, có lẽ sẽ thấy được thế giới mới thì sao? Hà Thực nhớ mày, Lưu Bán Vượng lại sừng sốt, mở rộng. Hăng nhìn Hà Thượng ánh mắt lúc này thực sự nghiêm túc nhưng mà vẫn không nhìn thấy ý đồ của Hạ Thược như trước, càng không nghe hiểu ý tứ của cô. Tổng Biên Lưu, ở trong cảnh này nhiều năm như vậy, có lẽ là cũng nhìn được mấy năm này, cạnh tranh ngày càng lớn, đúng là mọi người đã quen đọc báo, nhưng không thể phủ nhận rằng các loại báo chí, tuần sang, tạp chí hàng năm đều có người mới trỗi dậy, cạnh tranh độc quyền, đồ đối tiếng, lượng phát hành, rất nhiều thứ. Chỉ sợ là làm cho không ít người buổi tối ngủ không yên. Điểm này tôi nghĩ Tổng biên Lưu hiểu rất rõ. Ngành báo chí này từ thế kỷ trước tới nay đã trải qua gần trăm năm. Nó đã phát triển tới giai đoạn đỉnh cao rồi. Phật giáo có câu Thịnh giả tất suy Mặc kệ là sự vật gì khi tới thời kỳ hưng thịnh thì sẽ đối mặt với sự lựa chọn quan trọng hoặc là rơi xuống sườn đuối hoặc là đột phá. Hà thực nói không dành vừa cầm tách trà vừa nói chậm rãi lại sinh ra một chút khí phách thẳng nhiên. Ánh mắt người nghe thay đổi, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa kinh ngạc. Người nói lại cười thẳng nhiên, nhẹ nhàng, ngước mắt, giống như đang nói chuyện phím. Thứ mà tôi nói với Tổng Biên Lưu chính là đột phá. Không biết Tổng Biên Lưu có phải là người dám đột phá hay không? Hay là người do dự không dám tiến tới? Lưu Bản Phượng tỉ mỉ, đánh giá Hạ Thược. Hắn đã nhìn ra, Hạ Thược nói rất nghiêm túc. Cô không đối giỡn với hắn cũng không phải chỉ là một cô gái bình thường. Có cô gái bình thường nào lại có khí chất như vậy chứ? Nhìn xa trông rộng như vậy chứ? Đúng là như vậy. Mấy năm nay, sự cạnh tranh trong ngành báo chí ngày càng lớn. Mỗi năm đều có tạp chí mới như măng sau mùa mưa. Không ngừng mọc lên. Mỗi năm lại có rất nhiều tạp chí biến mất trong tầm mắt mọi người. Hắn ở trong ngành này 20 năm. Có thể nói là đã hiểu rõ rồi. Ai lại không muốn đột phá chứ? dừng đói thì dễ còn làm lại rất khó khăn không ai nói đến chuyện sẽ đột phá từ đâu cho dù tìm được con đường vậy tay chính đâu mà đột phá đây đoàn đội ở đâu có thể thực hiện được hay không sau này được lợi hay là vẫn tiếp tục mệt mỏi đó đều là vấn đề cần phải lo lắng đột phá là sẽ có phiêu lưu thành công thì tốt thất bại thì ai cánh đây lúc đầu là lăn lộn để ăn cơm nếu thất bại, chẳng phải ngay cả cơm cũng không có mà ăn hay sao? Bởi vậy, có một số việc, suy nghĩ một chút là được rồi. Điều muốn thực hiện, thì không phải ai cũng dứt khoát mà làm được. Huống gì, đột phá từ đâu vẫn là vấn đề lớn. Hạ Thược biết sao? Lưu Bản Vượng nhìn Hạ Thược. Hôm nay Hạ Thược đến là để bàn chuyện này. Cho nên, cô cũng không thừa nước đục thả câu mà nói thẳng vào chủ đề. Nếu Tổng Biên Lưu ở trong ngành truyền thông Vậy mấy năm nay có lẽ cũng không xa lại gì với mạng và máy tính đúng không? Lúc này là thiên đi kỷ, máy tính và mạng đã xuất hiện trong nước từ năm 1995 đến năm 1997. Trải qua vài năm phát triển, mặc dù bây giờ máy tính vẫn chưa phổ biến ở những gia đình bình thường, nhưng trên mỗi con phố đều có tiệm nét, người trẻ tuổi lại thích chơi game, trong trường học cũng có máy tính, nhưng đa số người dân vẫn chưa hiểu rõ mạng máy tính là gì dừng lưu bản vượng lại ở trong giới truyền thông hắn đã tiếp xúc với máy tính từ rất sớm cho nên hắn không cảm thấy xa lạ đúng là như vậy lưu bản vượng gật đầu ngành của bọn họ ảnh chụp được mỗi ngày đều cần phải lưu trong máy tính rất nhiều việc đều phải làm trên máy tính nhưng lưu bản vượng không rõ Hà thực hỏi chuyện này để làm gì tổng biên lưu có nghĩ tới hay không lợi dụng mạng máy tính để phát triển truyền thông làm truyền thông mạng Hà thực cười Dướng mày hỏi truyền thông mạng lưu bản vượng cân nhắc điều này vẻ mặt lúc đầu có chút mơ màng nhưng dù sao thì hắn cũng là người lão làng trong cái ngành này có vài việc lúc đầu chính là không ngờ tới nhưng một khi nói đến người nghe lập tức sẽ hiểu được một ít ý của vị tiểu thư này chính là đem báo và tạp chí phát triển trên mạng ánh mắt hà thượng sáng ngời cười nói cũng có thể hiểu như vậy nhưng đó là cách nói không rõ ràng. Nếu nói báo chí là phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu cập nhật về tin tức và thời sự trên các mặt báo giấy, vậy truyền thông mạng là hoạt động dựa vào mạng máy tính, nhưng mà cũng có tác dụng dẫn đường dư luận. Lưu Bản Vượng sững sờ, nhưng khi tính lại, thì lập tức nói, nhưng mà không cần lo về vấn đề có bao nhiêu người sử dụng, mạng máy tính sẽ phát triển rất nhanh. Tin tôi đi, chỉ cần vài năm nữa thì truyền thông mạng sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của mỗi người hà thực lập tức nhìn ra lưu bản vượng nghi ngờ điều gì nhưng lưu bản vượng vẫn có câu hỏi vậy thì sao <laughs> vì tiểu thư này cô đừng chê tôi nhiều chuyện nói thẳng suy nghĩ của cô đúng là vượt trội nhưng mà lợi nhuận ở đâu cung cấp tin tức miễn phí cho công chúng hay sao công chúng cần gì thì cứ lên mạng tìm vậy báo chế và tạp chí phải phát triển như thế nào đây hà thực nhìn lưu bản vượng nhíu mày chẳng phải tv cũng cung cấp tin tức miễn phí cho công chúng hay sao Ông nói xem, lợi nhuận từ đâu tới? Lưu bán Phượng chật mình, xích nữa thì phụ gáy mình. Quảng cáo Vừa rồi tôi đã nói, thịnh giả tức suy, mạng máy tính chính là tiềm năng mới. Đương nhiên là sẽ có xu thế phát triển và hưng thịnh. Ông không ngăn cản được đâu. Sớm muộn gì cũng có người phát hiện được điều này. Sớm muộn gì cũng có người ăn bữa tiệc lớn này. Hoặc là ông làm, hoặc là ông chờ người ta làm. Rồi theo sau hưởng chút cơm thừa canh cặn. Hạ Thược khép mắt mỉm cười. Không cần lo, báo và tạp chí sẽ sống thế nào. Mạng máy tính phát triển cũng không thay thế được cảm giác thoải mái khi cầm trên tay cuốn sách. Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ, nhưng nó sẽ không bị thay thế. Tôi chưa bao giờ nói dùng truyền thông mạng mà buông tha cho truyền thông truyền thống. Chúng ta có thể tiến hành song song. Tôi cũng chưa bao giờ nói truyền thông mạng, chỉ đăng tin về báo chí và thời sự có thể làm nhiều chuyện lắm. Điện ảnh, truyền hình, âm thanh, video, hình ảnh, văn bản, quảng cáo. Chỉ cần mạng là vật dẫn thì sẽ có rất nhiều chuyện để làm. Sau báo chí, radio và TV, tôi tin mạng máy tính sẽ đứng vị trí thứ tư trong ngành truyền thông. Vậy Tổng Biên Lưu có hứng thú trở thành người dẫn đầu với tôi chứ? Hạ Thược cầm tách trả, cười khanh khách nhìn người đàn ông ở đối diện, tư thái thẳng nhiên của cô so sánh với tư thế trường to hai mắt của hắn thì đối lập rất rõ ràng nhưng lưu bản phượng lại không quan tâm đến vấn đề hình tượng hắn nhìn chầm chầm cô gái ở đối diện đúng là không thể tưởng tượng hà thược nhỏ tuổi như vậy mà lại có thể nói đến như thế nhìn xa quyết đoán lại làm hắn cảm thấy trong lòng rợn sóng cô cô là ai cuối cùng thì lưu bản phượng cũng hỏi câu này chuyện tới đây hắn còn chưa biết thân phận thật sự của hà thược Hạ Thược uống miếng nước, phát hiện nước lạnh thì sẽ nhíu mày. Từ Thiên Dần ở bên cạnh nhìn thấy thì lập tức lấy lại tách trà, giúp cô đổ bỏ rồi rót tách trà mới. Hạ Thược cười thầm, sau đó nhìn Lưu Bản Vượng nói. Tổng biệt Lưu đúng là quý nhân, hay quên chuyện. Mấy tháng trước chúng ta vừa gặp nhau đúng không? Mới đây mà đã quên rồi sao? Mấy tháng trước, Lưu Bản Vượng thì thào, đánh giá Hạ Thược. Hắn thật sự không có ấn tượng theo lý thuyết, với gương mặt và khí chất của Hạ Thượng thì chỉ cần gặp qua một lần là tuyệt đối sẽ không quên. Nhưng mà trong trí nhớ của hắn lại không có Hạ Thượng. Hạ Thượng thấy Lưu Bản Vượng vẫn chưa nhớ ra thì lập tức cười, tăm mắt dừng ở mặt hắn nói. Tổng biên Lưu, tôi thấy chứa mắt của ông có màu đen. Mấy ngày đây, ngoài trời thức đêm thì chỉ sợ là vân thế bị trở ngại. có phải không ít khó khăn đúng không? Còn nữa, đầu mũi có tờ máu. Trước đó không lâu đã gặp chuyện xui xẻo, đúng không? Sao? Sao cô biết? Lưu bản vượng đang suy nghĩ, thì dừng lại bị lời nói của Hà Thược làm cho giật mình, ngay cả mi mắt cũng không chớp. Cô, cô, cô là... Vẫn chưa nhớ sao? Trước đó Tổng Biên Lưu gặp được mười mấy người giống tôi đâu chứ? Nhớ dư da không? Hà Thược nhíu mày. Lưu Bản Vượng há miệng, hai mắt trợn to. Sao hắn lại quên được chứ? Hắn chưa từng quên nếu không phải gặp được cô gái kia, nếu không phải cô ấy cung cấp tin tức độc quyền về đại sư số 1 trong giới phong thủy Hồng Kông dư cụ chí cho hắn biết, thì hắn không thể nào trở lại mình danh như vậy, thậm chí còn vươn lên tuyết hay. Từ đó tới giờ, hắn chưa từng quên. Nhưng sau buổi tối ước chiến với dư cụ chí thì không thấy Hà Thực xuất hiện trước mắt hắn nữa. Sau ngày đó, hắn mới biết được người đó là đệ tử đích truyền của đường đại sư. Mục đích trở lại Hồng Kông là vì muốn báo thù cho đại sư. Cho nên Hạ Thượng mới có thể đánh bại Dư Cụ Chí, mới có thể biết được nhiều tin tức độc quyền về Dư Cụ Chí như thế. Sau đó, không phải hắn không muốn tìm Hạ Thượng. Dù sao, thì lúc đó Hạ Thượng, cũng đôi tiếng ở Hồng Kông, là đệ tử của đường đại sư. Đó chẳng phải là tương đương với cấp đại sư trong tương lai của Hồng Kông hay sao? Đúng lúc, Hạ Thượng lại bối phong thủy rất đúng. Hắn còn muốn tìm cô, thuyết phục cô mở chuyên mục phong thủy ở tạp chí của hắn lúc đó hạ thượng nổi tiếng như vậy tạp chí của hắn cũng có thể tiêu thụ tốt hơn đương nhiên lưu bản vượng cũng định trả thù lao cho hạ thượng không ít nhưng đáng tiếc chính là hắn vẫn không tìm được hạ thượng hắn cũng đã đến phong thủy đường hỏi thăm với thân phận và địa vị của hắn thì rất khó gặp được đường đại sư nhưng lúc này hắn cũng chỉ muốn tìm vài phong thủy sư ở tòa đường hỏi thăm nhưng mà mọi người Điều trả lời giống nhau sư thúc không coi đây sau đó lưu bản phượng lại tìm được trương trung tiền bây giờ muốn gặp được trương đại sư cũng không dễ dàng nhưng tốt xấu gì thì lúc trước khi trương trung thiền bất hòa với dược gia hắn đã từng giúp đỡ ông hai người cũng xem như là có chút tình nghĩa nhưng mà trương đại sư cũng nói những lời đó còn dốc đó không có ở đây đừng hỏi nữa lúc này lưu bản phượng mới nhớ lúc trước hà thượng có nói rằng mình là phong thủy sư ở đại lục cho nên hắn từng cho rằng sau khi hà thượng báo thù cho đường đại sư xong thì quay về đại lục rồi đúng không ý tưởng này lưu bản phượng càng nghĩ càng cảm thấy đúng lúc đó hắn còn tiếc nuối rất lâu bởi vì lúc đó hà thượng giúp đỡ hắn nhưng hắn còn chưa nói cảm ơn nhưng tiếc nuối thì tiếc nuối lưu bản phượng còn có tạp chí cần phải phát triển hắn lập tức bận rộn cạnh tranh chém chết gian nan mấy tháng trời thì cũng ổn định được tạp chí ở tuyến hay. nhưng càng muốn tiết thêm một bước thì lại càng gặp không ít khó khăn trong khoảng thời gian này đúng là hắn rất không lợi nhuận ngày nào cũng phái phần lớn người ra ngoài vơ vét tin tức ngay cả hắn cũng phải ăn ít sử dụng tiết kiệm ba ngày trước hắn còn vì tiết kiệm chút tiền gọi xe mà ngồi xe buýt ở trên xe còn bị trộm tiền hôm nay điền Sang ada mở họp báo bởi vì bọn họ gửi thư mời cho hắn nên hắn mới cảm thấy lần này có thể là tin tức lớn cho nên hắn mới quyết định tự mình đến đây nhưng mà không ngờ khi chuẩn bị vào bàn thì lại xảy ra tranh chấp với tuần sang cẳng môi càng không ngờ là gặp được cô gái tự xưng là người phụ trách họp báo lần này dù sao thì hắn cũng không ngờ hà thược lại mời hắn vào phòng nghỉ còn nói chuyện mở rộng truyền thông mà khi hắn nghi ngờ thân phận của cô cô lại nói đến việc xem tướng còn nói đúng chuyện hắn gặp xui rủi không chỉ có như thế cô còn nói chuyện lúc trước ở dư già chuyện chuyện gì đang xảy ra lưu bản vượng nhìn hạ thược bây giờ hắn mới hiểu được vì sao khi nhìn thấy cô thì lại có cảm giác giống như đã từng quen biết khí chất này còn có khí chất của người đàn ông bên cạnh chẳng phải là rất giống hai người tối hôm đó đã đến chỗ hắn hay sao? Cô... cô và vị hạ đại sư kia là... là cùng một người. Lưu Bản Vượng không dám kết luận. Dù sao thì điều này cũng rất khó tình. dáng vẻ của hai người hoàn toàn không giống nhau. Nói là chị em thì hắn còn tin một chút. Là cùng một người. Hạ thư cười nói. <cười> tôi nghĩ Tổng Biên Lưu cũng có thể hiểu được. Khi đó tôi đến Hồng Kông là để báo thù cho sư phụ vì không muốn kẻ thù phát hiện nên không thể lấy hình dáng thật bây giờ thì không sao cả này lưu bản vượng nhìn chằm chằm hạ thược hắn không thể tưởng tượng được hạ thược dùng cách nào để có thể có được gương mặt như trước nhìn một lúc đầu lưu bản vượng mới hỏi cô cô thật sự là hạ hạ đại sư sao cô gái đối diện nghe xong lời này liền buông tách trà vương tay ra hạ thược lưu bản vượng cũng đưa tay ra, cầm tay Hạ thượng, sợ hãi trong mắt vẫn chưa tặng đi. Hạ Đại Sư, cô, cô vẫn luôn ở Hồng Kông sao? À, tôi học ở Hồng Kông. Tôi nghe trường lão nói là ông tìm tôi. Nhưng gần đây tôi bận học rồi. Cũng là tôi cố ý kêu bọn họ giữ bí mật về tôi. Hạ thượng cười nói. Lúc này, Lưu Bán Vượng mới cật đầu. nhưng lại lập tức cảm thấy không đúng. Vậy hôm nay Hạ Đại Sư nếu hà thượng quan tâm đến việc học thì hôm nay tìm hắn làm gì còn nữa hà thượng không phải là đại sư phong thủy hay sao sao lại nói đến chuyện tranh thương trường chứ tóm lại thì hà thượng là ai lưu bản phượng có chút bức đắc dĩ hắn cảm thấy mình như lạc vào trong sương mù rất vất vả mới biết được thân phận của hà thượng nhưng kết quả thì nghi ngờ của hắn vẫn không ít hơn là mấy hà đại sư Tôi thật không ngờ rằng hôm nay lại gặp cô ở đây. Không biết giữa trưa cô có rảnh không? Chuyên tạp chí của tôi, tôi còn muốn cảm ơn cô. Nhưng mà... Lưu Bán Phượng nhìn Hà Thược, ánh mắt nghiêm túc. Cô đã gọi tôi tới đây, vừa rồi còn đói những lời kia. Tôi muốn hỏi một câu. Những lời cô nói là thật sao? Cô muốn tôi hợp tác làm truyền thông mạng với cô sao? Nhưng mà tài chính khoảng bao nhiêu? Từ đâu mà có? Tuy rằng đại sư phong thủy sẽ không thiếu tiền nhưng bây giờ hạ thược còn đi học có lẽ sẽ không có nhiều tiền đâu đúng không lưu bản vượng nhìn hạ thược lại thấy cô cười ngẩng đầu lên nếu tôi nói điền sản ada là của tôi thì sao cái gì lưu bản vượng trừng lớn hai mắt suýt nữa thì nhảy dựng lên điền sản ada không phải là của emily tiểu thư hay sao tầm mắt lưu bản vượng dừng ở thẻ nhân viên trước ngực hạ thược sững sờ. Hắn nhớ tới vừa rồi ở trước đại sảnh, rõ ràng Hà Thực không phải là người phụ trách lần họp báo này. Dựa theo tuổi tác thì cũng không phải là nhân viên điện sản Ada. Nhưng mà sau khi Hà Thực gọi điện thoại thì thái độ của quản lý lập tức trở nên cung kính. Vừa rồi, hắn chỉ cảm thấy khó hiểu, bây giờ mới hiểu rõ được mọi chuyện. Chẳng lẽ bởi vì Hà Thực mới chính là chủ của điện sản Ada hay sao? Nhưng, nhưng Hà thượng còn trẻ mà. Điều này sao có thể? Emily là tổng tài của công ty Hai năm trước Chúng tôi đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp ở nội địa Bởi vì tôi còn phải học hành Nên không thể công bố chuyện mình đứt sau Hạ thực giải thích Nếu cô định thu hút Lưu Bản Phượng Thì không thể che giấu hắn việc này Đương nhiên Cô cũng nắm chắc rằng Hắn sẽ đồng ý Chuyện này đối với Lưu Bản Phượng mà nói Chắc chắn là tin lớn Cho dù hôm nay hắn không đồng ý thì hắn còn có thể tuồn tin này ra ngoài, cũng đạt được hiệu quả rất lớn. Nhưng đường nhiên là hắn sẽ không ngu như vậy. Một lần phát đạt, sau lại có thể so sánh với thành công lớn trong tương lai được chứ? Lưu Bản Vượng rất kiếp sợ. Phải biết rằng, bên ngoài đều đồn đại rằng tiền sản Ada có hơn 10 triệu tài sản, hơn 10 triệu nằm trong tay một cô gái mới 18 tuổi. Đúng là chuyện rất hiếm thấy. Lưu Bản Vượng không phải loại người bị sợ hãi làm lu mờ suy nghĩ hắn lập tức đưa ra câu hỏi. Vậy ý của Hạ Đại Sư chính là cô cố ý khai thác truyền thông mạng, muốn tôi theo cô, tài chính do Điện Soạn Ada cung cấp. Hạ Thược gật đầu cười. À, tôi vẫn nói câu kia. Đừng trách tôi nói thẳng. Tôi cảm thấy tương lai của Điện Soạn Ada sẽ thuần bồm xuôi gió. Khu đất ở tiểu học đạt tài tuy rằng còn chưa khởi công mà đã được đặt trước. Đó là bởi vì mọi người đã chọn đúng người mua câu lạc bộ tư nhân hội uyển là của tập đoàn hoa hạ do bối cảnh của tập đoàn hoa hạ mà tình huống hôm nay mới tốt như thế nhưng nếu công ty mọi người là công ty điện sản thì không thể chỉ thầu một công trình đúng không chuyện tiêu khu vĩnh gia mọi người đã đắc tội điện sản thế kỷ tài sản của thế kỷ 10 điện sản ada cũng không so được cù đào lại có tiếng tàn dẫn trên thương trường mọi người đắc tội với hắn hắn sẽ không quên danh như vậy cô cho rằng Lời đồn cạnh tranh không lành mạnh lúc trước của điện soạn Ada từ đâu mà ra? Tình nghĩa của Tuần Sang, Cảng Mồi và Cô Đào rất tốt. Việc này trong lòng chúng tôi đi hiểu được. Đây là chân ép dư luận mà điện sản thế kỷ dành cho điện sản Ada. Lưu bán vườn chiếu mày. Tôi nói nhiều như vậy. Thật ra ý của tôi chính là lần này điện sản Ada không sao. Thế dân cụ đầu sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu mọi người muốn sống yên trong ngành điện sản học công thì sớm muộn gì cũng xảy ra tranh chấp ác liệt với cụ đầu, mà tài sản của mọi người và cụ đầu. Thật sự là không thể nào so sánh. Lấy cái gì tranh chấp với hắn đây? Đến lúc đó, tài chính của điện sản Ada sẽ thiếu thốn nghiêm trọng. Hạ Tổng, cô còn rảnh để làm truyền thông mạng hay sao? Đưa bản phượng đã thay đổi cách xưng hô với Hạ Thược. Nếu bà chuyện buôn bán thì phải nói cho nghiêm túc. Còn nữa, sau khi phát triển truyền thông mạng một khi tiếng gió truyền ra Bị mấy tập đoàn có thực lực biết được Ví dụ như tuần sang cảng môi Tỷ lệ bọn họ chen buộc chân vào là rất lớn Bọn họ là truyền thông tuyến một Sức kêu gọi cao Tài chính cũng mạnh Đến lúc đó lại không giành được với bọn họ Chỉ cần là tranh giành lợi ích Thì không tránh được việc Phải liều mạng bỏ tiền ra Nói đến nói đi Tiền vẫn là vấn đề Liều mạng với người cùng ngành Tuy rằng là mình đi trước người ta một bước nhưng cũng chỉ là một cách nói mà thôi. Mở một cánh cửa, cho dù đi vào trước thì cũng bị những người mạnh hơn gạt bỏ. Tội gì phải làm như thế? Lưu Bản Phượng và Tề Hạ đã có thù hận từ 8 năm trước. Hắn không muốn dẫn đường cho Tề Hạ. Hạ Tổng Đến lúc đó chỉ một mình điện sản Ada cũng đủ cho cô quan tâm rồi. Nếu trời thông mạng bên này gặp khó khăn thì cô lấy gì đảm bảo lưu bản vượng hít một hơi thật sâu nhìn hà Thược. hà tổng tôi không có ý muốn hất nước lạnh vào cô với tuổi của cô được như vậy đã là rất thành công rồi nhưng đối thủ mà cô chọn lại quá mạnh lưu bản vượng vừa nói vừa quan sát vẻ mặt hà thượng hắn không nên nói rõ như vậy nhưng vì cô đã từng giúp đỡ hắn cho nên hắn cảm thấy mình nên giúp cô tỉnh táo một chút nói thế nào thì hà Thược vẫn còn trẻ Lời nói của hắn lại sắc bén như thế Chỉ sợ cô chịu không nổi Lưu bản vượng đã chuẩn bị tâm lý rằng Hà Thược sẽ không vui Nhưng không ngờ cô chỉ lặng lặng lắng nghe Càng nghe thì nụ cười lại càng đậm Cuối cùng còn gật đầu Ở trong khoảng thời gian ngắn Mà có thể lo lắng nhiều chuyện như vậy Lưu bản vượng đã đủ tư cách Trở thành thủ lĩnh dưới tay cô Nhưng có chuyện hắn còn chưa biết Hà Thược cười nói Vậy nếu tôi nói sau lưng Điền sáng Ada, tập đoàn Hoa Hạ là của tôi thì sao? Lưu Bản Vượng nhìn Hà Thược, chỉ nhíu mày. Hắn chưa biết nên phản ứng thế nào. Hà Thược cười nói. Điền sáng Ada là một nhánh của tập đoàn Hoa Hạ. Chẳng qua chuyện này không thể công bố ra bên ngoài. Lưu Bản Vượng vẫn duy trì vẻ mặt nhíu mày, giống như hình ảnh bị dừng lại. Hắn chỉ thấy Hà Thược mỉm cười, uống một ngụm nước, sau đó không nói gì nữa Cô cho hắn thời gian để hắn tiêu hóa chuyện vừa rồi. Mà Lưu Bản Phượng lại tiêu hóa rất lâu. Điền sản Ada là của tập đoàn Hoa Hạ. Hèn chi điền sản Ada mua cô đất tiểu học đạt tài, công trình vừa mới chuẩn bị xây dựng đã bị người khác đặt mua. Thì ra là người một nhà. Nhưng, nhưng nếu điền sản Ada là của tập đoàn Hoa Hạ, Vậy, vậy tôi là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ. Hà Thược thấy Lưu Bản Vượng nhìn mình thì không đợi hắn hỏi mà đã gật đầu, giải đáp thắc mắc cho hắn. Nhưng lần này, Lưu Bản Vượng lại chỉ cảm thấy trái tim đập rất mạnh, giống như sắp nhảy tới cuốn họng luôn rồi. Hắn nhìn Hà Thược chầm chầm, rồi đột nhiên nhảy dựng lên. chú tích Cô gái trước mắt sao? Hắn đang nghe nói về tập đoàn Hoa Hạ? Trong khoảng thời gian này bởi vì tổng tài lý Khanh Vũ của tập đoàn Gia Huy, và đương gia thích thần của tập đoàn tam hợp đặt trước vị trí khách quý của câu lạc bộ hoa uyển mà làm cho rất nhiều người cảm thấy hứng thú với tập đoàn hoa hạ lúc trước tập đoàn hoa hạ hợp tác với lý thị tạo ra đại hoa hạ chế khiến cho hồng kông chấn động nhưng tập đoàn đội địa đó vẫn không xuất hiện quá nhiều ở hồng kông cho nên người dân hồng kông vẫn cảm thấy nó rất xa lạ chỉ biết tập đoàn đội địa trẻ tuổi đó có một người dẫn dắt cũng rất trẻ tuổi. Nghe nói, người đó dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, làm giàu từ đồ cổ, là lực lượng mới xuất hiện thông qua ngành đấu giá, gia nhập vào thương trường, ba năm ngắn quỷ, tài sản trăm triệu. Nghe nói, người đó là truyền kỳ thương trường nội địa, chưa ai nhìn thấy cô, cũng chưa từng nghe tên. Mà bây giờ, người đó lại ngồi đối diện hắn. Còn nữa, mấy tháng trước, bọn họ mới gặp nhau. Thật, thật không thể tin được thế nào tổng biên lưu bây giờ tôi nói tôi muốn mở rộng truyền thông mặn, ông không có ý kiến gì chứ hà thượng cười hỏi lưu bản vượng bị câu hỏi của hà thượng kích thích vội vàng lắc đầu ý kiến không không có à không đúng có có lưu bản vượng nói năng có chút lộn xộn ta sẵn trăm triệu nằm trong tay một cô gái như vậy năm đó hắn cũng đã từng có lúc như thế là khi hắn có thể nở mày nở mặt trước mọi người. Hắn cũng có tài sản hơn trăm triệu. Bây giờ cô gái ở trước mặt này, ở trong mắt hắn, chính là sự tồn tại của truyền kỳ. Hạ Tổng Tôi nghe nói tài sản của tập đoàn Hoa Hạ hơn trăm triệu, nhưng mà tài sản của điện sản thế kỷ, nếu so với tập đoàn Hoa Hạ thì nhiều hơn. Lưu Bản Vượng lại bắt đầu tính sổ sách, muốn nhắc nhở Hạ Thược. Hạ Thược cười nói, ông không cần phải quan tâm chuyện này đối phó với điện sẵn thế kỷ thế nào đối phó với tuần sang cả môi thế nào đó là chuyện của tôi tôi chỉ muốn nói cho ông biết tôi sẽ làm truyền thông bạn ông đi theo tôi hay là không lưu bản vượng sừng sốt sau đó bắt đầu cười khổ hà thượng đã nói như thế hắn còn có thể nói gì đây bây giờ bên ngoài còn chưa biết chuyện tiền sản ada là của tập đoàn hoa hạ cũng không biết chủ tịch tập đoàn hoa hạ đang đi học ở hồng kông còn là đệ tử đích truyền của Đường Đại Sư. Hạ Thược muốn tiến quân vào ngành truyền thông mạng. Việc này bây giờ là bí mật. Hắn lại biết hết rồi. Hắn dám nói một câu không đi theo sao? Hắn dám nói một chữ không. Người đàn ông bên cạnh cô sẽ không giết hắn để bịt miệng chứ. Lưu Bản Vượng cười cười. Đương nhiên, hắn biết điều đó là không thể. Hạ Thược không phải là người như thế. <laughs> Hạ Tổng, tôi chỉ muốn biết vì sao cô lại chọn tôi. Hạ Thược nhớ mày, Cười mà không nói gì Vì sao cô lại chọn Lưu Bản Vượng Thật ra cũng không phải Không là Lưu Bản Vượng thì không được Chỉ là đột nhiên nhìn thấy hắn Còn bởi vì hắn đã từng giúp đỡ Trường Lão Cũng từng bị hại vào năm đó Trường Lão có cảm giác ái nấy Cô mới nghĩ đến việc tìm hắn Ấn tượng của Hà Thược về Lưu Bản Vượng Chính là đối với chuyện năm đó Lưu Bản Vượng vẫn cảm thấy Nuốt không trôi Vẫn muốn xoay người trở lại những ngày huy hoàng. Người như vậy là người có giả tầm. Hắn từng là đại ca trong giới truyền thông Hồng Kông. Ngồi ở trên cao, lại hung hăng ngã xuống, bị người ta giảm đạp 8 năm. Hắn không cảm động. Cho nên, hắn rất khát vọng báo thù, khát vọng trở lại độ cao trước đó, làm cho những người đã từng giảm đạp hắn. Những người đã bỏ đáng xuống chiến như người đã khinh thường hắn, tất cả đều phải kinh ngạc và thốt lên, biết vậy chẳng làm. Lưu Bản Vượng có tâm tư như vậy, cho nên Hà Thược không thể bỏ qua. Nhưng mà mấy ngày nay, Hà Thược không vội vã đi tìm Lưu Bản Vượng, mà cô chỉ mặc kệ cho hắn liều mạng, để hắn gặp khó khăn, để hắn thấy rõ sự thật. Lưu Bản Vượng muốn xoay người, nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như hắn tưởng. Hắn đã từng ngã từ trên cao xuống. Những người đã từng dẫm lên người hắn đều đang dõi theo từng bước đi của hắn. Sao lại dễ dàng cho hắn xoay người được chứ. Hà Thược muốn Lưu Bản Vượng hiểu được rằng chỉ dựa vào năng lực của hắn thì không thể xoay người. Mà cô không chỉ giúp đỡ hắn mà còn có thể để hắn bước chân vào lĩnh vực mới, trở thành người mở đường, hưởng thụ cảm giác hưng thịnh trước kia. Nhưng tất cả đều có điều kiện, chính là phải đi theo cô, thu lại giả tâm của hắn. Sau này, hắn công thành danh toại, hắn trở thành ông trùm trong giới truyền thông như trước, vẫn là chú tể như trước, nhưng hắn vẫn phải biết rằng sau lưng hắn còn có một chú tể là cô. Nếu hắn không chấp nhận, người như hắn, cô sẽ không giúp đỡ, tránh việc tìm thêm phiền phức cho mình. Lưu Bán Vượng không phải thằng ngu. Vừa rồi, tuy hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi chuyện mà không bị cảm xúc chi phối. Bởi vậy, đối với việc hôm nay, Hạ Thược đến tìm hắn, hắn phải suy nghĩ cho kỹ và sau khi suy nghĩ Cũng chỉ có thể cười khổ Cuối cùng hắn cũng biết vì sao Hạ Thượng Lại trở thành người đứng đầu Của tập đoàn Hoa Hạ Đầu óc và mưu kế của cô Tuyệt đối không phải trình độ Mà cô gái bình thường có thể đạt được Nhìn xa trong rộng Có sách được, có quyết đoán Còn hiểu thấu lòng người Thành công của cô hoàn toàn không phải ngẫu nhiên Hạ Thượng đoán không sai Đưa bản Vượng đã có giả tâm Mấy năm nay bởi vì hắn và con gái sống rất vất vả mà suy nghĩ muốn vươn đến chỗ cao của hắn lại càng thêm mãnh liệt tám năm nay hắn cảm thấy mình đang đợi thời cơ chính là thời cơ chưa tới chỉ cần có cơ hội dựa vào kinh nghiệm của hắn thì nhất định có thể xoay người hắn đã đợi được là chuyện của dư gia hắn đã nắm được cơ hội hắn trở nên có tiếng quay về tuyến hai hắn nghĩ hắn có thể dựa vào điều đó mà tiến lên nhưng sự thật lại rất tàn khốc. Hắn rời đi 8 năm. Trong 8 năm này, cạnh tranh trong ngành trở nên tàn khốc hơn trước rất nhiều. Người trong ngành đều biết thành công trước kia của hắn, đều biết hắn có kinh nghiệm, cho nên không ai muốn hắn trở về. Người của tuyến hai xem hắn như là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Hắn trải qua rất nhiều gian khổ, duy trì ở tuyến hai, nhưng lại không có cách nào tiến xa hơn nữa. Lưu Bản Vượng hiểu, hắn muốn trở lại độ cao trước kia thì cần phải chờ đợi chờ đợi thời cơ lớn hơn nhưng hắn đã chờ 8 năm rồi bây giờ hắn phải chờ thêm bao lâu nữa đây nhưng hắn không ngờ mới cách đây mấy tháng mà cơ hội lại xảy ra trước mắt nhưng đối phương không phải nhà từ thiện mà là người kinh doanh người kinh doanh sẽ không có chuyện không cần báo đáp lưu bản vượng cười nhìn hạ thượng hà tổng thế này tôi cũng xem như là thành công khi còn trẻ. Khi người ta còn chưa biết nên tìm việc gì, thì tôi đã nổi tiếng trong giới truyền thông Hồng Kông rồi. Người ta đều nói lăn lộn 30 năm mới đứng vững, còn tôi chỉ mới năm đầu mà đã trở thành đại ca giới truyền thông. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày ngã xuống. Tôi muốn trở lại. 8 năm này vẫn chưa hề thay đổi suy nghĩ đó. Nhưng mà tuổi này, nhìn thấy rất nhiều. Nhiều năm như vậy Tôi không còn khát vọng quá nhiều về việc xây người nữa, nhưng nếu là 10 năm trước, khi tôi hơn 30 tuổi, tôi sẽ muốn bộc phá, một mình hưởng thụ cảm giác thành công trên thương trường. Nhưng mà bây giờ, tôi đã sắp 50 tuổi rồi, con gái của tôi cũng đã lớn, cha mẹ cũng đã già rồi. Bọn họ đi theo tôi những ngày hỗn loạn khó khăn, bây giờ tôi chỉ muốn có tiền cho cha mẹ nằm viện mỗi khi bị bệnh, để khi con gái tôi lấy chồng có thêm nhiều đồ cưới một chút. Đương nhiên, nếu tôi có thể trở lại độ cao lúc trước, thì tâm nguyện đời này xem như là viên mãn rồi. Những lời Lưu Bản vừa nói chính là suy nghĩ thật sự của hắn. Giọng nói hay thật thái đều là xúc động bùi ngùi. Hắn không che giấu giả tâm, cũng không che giấu việc mình đã thay đổi, Cho nên bình thản hơn trước kia. Hà Thược nghe xong, cười gật đầu. <cười> Được, chỉ mong sau này ông trở lại độ cao trước kia Thậm chí còn siêu việt hơn Sẽ còn nhớ rõ những lời này Đương nhiên Lưu Bản Phượng cười Đưa tay tới trước người Hạ Thược Hạ Thược cũng cười đứng dậy Bắt tay hắn Hoan nghênh gia nhập tập đoàn Hoa Hạ Yêu cầu của tôi rất đơn giản Chỉ cần ông không phản bội tôi Tập đoàn Hoa Hạ không gã Ông cũng sẽ không ngã Lưu Bản Phượng cười Lắc đầu À sẽ không cô không giống tôi hồi còn trẻ khi đó tôi tự phụ không ai bị nổi gây thù hằn không ít làm rất nhiều người oán hận cô trưởng thành hơn tôi lúc đó rất nhiều huống gì cô còn là đại sư phong thủy thật ra cù đầu luôn tự xưng là đại sư phong thủy đầu tiên trong giới kinh doanh người kinh doanh đầu tiên trong giới phong thủy nhưng đi hoán gặp cô có lẽ là phải trước đại Hạ thực nhớ mày cười khẽ nói đến cù đầu hai người mới nhớ tới chuyện họp báo của điện sản Ada. Nhìn đồng hồ trên tường, buổi họp báo đã bắt đầu rồi. Tới đây Hồng Trinh xin phép được tạm dừng truyện. Hẹn các bạn đón xem phần tiếp theo. Nhớ like, share để ủng hộ cho kênh mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.